Tú xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh Tú Chinh Vlog. Cho Tú mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, làm ăn thì công việc đều thuận lợi. Xin chào cả nhà. Hôm nay thì Chinh với anh Tú được sự yêu thương của gia đình chị Hân. Thì chị Hân cũng muốn giúp đỡ mẹ của bé Lan nhập viện. Thì hôm nay Chinh giống như là đi giao cái phần yêu thương của chị Hân, anh Tú cũng đi vô bệnh viện để thăm cô. Chạy xe đạp cho nên là hai đứa nhỏ đi mua luôn. Thì hai đứa nhỏ chạy xe đạp cho nên là hai đứa nhỏ đi trước. Xe đạp điện, còn Trinh với anh Tú thì chạy Honda đi sau. Còn giờ thì Trinh mời cả nhà cùng theo dõi video của gia đình chú Trinh luôn nha. Trước Trinh là hai anh em của bé Thịnh với bé Thư. Hai anh em đi trước. Đi trước tại vì đạp xe đạp điện đó cả nhà. Nên là sẽ đi chậm hơn đi xe Honda. Hai anh em chạy trước. Cái này bán đủ rồi, dép chân ha. Cái này là hơi cái này chắc bền. Dày. Đôi dép. Dép này chắc bền. Hả thưa, mới hồi trắng thôi. Màu đen này nó không dơ được không? Nó màu đen. Màu đen. Màu đen này hả? Màu xám. Màu xám này. Để màu màu trắng nó dơ. Đây mã này nhỏ rồi. Cái này lấy số lớn này. Thuận lựa đi con. Thuận dài lắm. Thôi Thuận lấy cái dép ngoài hậu cho con. Rồi cái chai, cái chai mà con của Giang nó đú. Dép cỡ lớn không? Tại vì ở đây là tiệm của chỗ Kiệt có thể bán đúng giá hơn. Còn đi trường thánh thì con không quen á. Tại vô đó người ta bán á. Cái cỡ đó, cỡ đó đó. Thuận đâu con thử con sọt cái đó cho anh đó thì. Cho em chứ không em. Nhưng mà tại nó cao hơn. Không, cũng bằng cẩn thận à, mà ốm. Trình lấy cho con của bé Lan. Cũng như là lấy thì nào không vừa thì ra đây đổi cái bán lại. Bán này cũng tốt nè. Thử không vừa thì cho đổi cho em. Không vừa là cho đổi là hết. Dạ. Ở đây thì giống như là Trình quen á. Quen ở đây thì mình mua là cái giá nó đỡ hơn. Mình mua được hơn. Mua được 3 đôi dép ha. Này của bé Thật, bé Thư. Đây của bé Thịnh. Ê, vậy cho em cái hộp đen đó thôi. Này hai đứa về ghi rồi. Này đem đi đặng. Chứ bé Thận với Thư thì chị Hân đó là còn thiếu gì thì mua cho hai bé. Để đây hai bé còn thiếu là áo khoác. Hai đứa sẽ lựa hai cái áo khoác. Còn như là tập với viết. Tập với viết thì có gia đình ông bà cố với cô Lon đó là gò khoác đó. Nên là hai bé có gò. Hai đứa con của Tú thì mua hai cái áo khoác. Hai áo mặc về luôn. Để mâu đây thật. Rồi, áo khoác lên. Khoác về đi nghe, chạy xe cẩn thận nha, từ từ nha. Thôi nghe mấy cái quần viền giống vậy luôn, mặc nguyên bộ giống. Rồi chạy xe từ từ về anh con, ba mẹ ăn đi sắp căng nữa. Chạy từ từ nha. Em cũng thay mặt hai đứa cảm ơn Kiệt nha.
Cảm ơn chị Hân ở bên Úc đã mới mua cho hai bé. Đang tính tiền hồi lộn tiền. Đông quá, rồi em về luôn nha. Được không? Giờ cái này cũng về con thử vừa hôm nay của chị Hân cho nha, cho bé đi học. Tại chị Hân nói bữa chị không có biết trước là bé gái không có dép. Thì bé gái mua rồi, còn bé trai thì không biết mua chưa. Thì chị cũng biết là cưng chưa mua dép cho em đi học. Thì tôi dép này chị Hân tặng cho em để cho con đi học. Cảm ơn cô Hân giúp đỡ cho mẹ con em, cho con em đi học cô Hân. Rồi đặc biệt thì cũng hôm nay chị Hân sẽ giúp đỡ cho mẹ cưng để đóng tiền viện phí. Thì ngồi đây nè, chị Hân con hiếp đó, chị Hân cũng có nghe nói là cưng đã mượn giống như là tiền trả góp, bật góp để lo cho mẹ. Thì bây giờ chị đưa cho cưng 500 ngàn đó để cưng đóng tiền cho mẹ ha, lấy cái tiền đó ra đóng cho mẹ. Còn lại 2,5 triệu đó thì cưng sẽ lo cho mẹ ăn uống với lại trong bệnh viện thuốc thang ha. Bây giờ vô bệnh viện là ta cho vô thăm không? Chị cũng muốn đi thăm cô. Hồi sáng thằng em đi đem đồ cho bà hết một bộ. Là mẹ cứ ngồi gì được không? Mẹ nằm chỗ là còn cái gì xài ống trong mũi đó. Là nó chơi vô đúng không? Ta chơi vô em nó chịu đem đi nữa mà em chưa được đi nữa. Nó chịu đem đi, nó bắt hết số này lại. Mẹ chịu vô cho em thấy đó. Em nghe chính chính cho đi chứ. Giúp mẹ em mừng chứ. Cảm ơn cô Hồng giúp đỡ mẹ em. Chị Hân giúp bệnh viện nha. Cảm ơn cô Hồng giúp đỡ mẹ em ở bệnh viện. Cô Hồng ơi, em cũng không có tiền đâu. Em cảm ơn cô Hồng nhiều lắm, cô Hồng ơi. Ví dụ như mình nghèo khổ á, không có gạo thì có thể mình nhịn đói cũng được. Nhưng mà mẹ bệnh hay là trong nhà mình có người bệnh là mình phải cỡ nào cũng phải gán kiếm tiền. Cho dù bạc tối bạc ngày cũng phải kiếm để lo cho mẹ đi bệnh viện. Bây giờ thì sẵn chị Hân gửi phần quà cho cô với gia đình cưng để lo. Giống như cái phần viện phí đó thì chị cũng sẵn đi vô bệnh viện thăm cô luôn. Chị em mình đi luôn ha. Thôi đừng khóc. Có chị Hân giúp đỡ là đừng khóc nha. Cô Hân cảm ơn chính rồi, cô chính là không biết mẹ em với em sao. Thôi nói là không có chị Hân á, không có chị Hân là chị cũng không biết cưng làm sao nữa. Chị Hân cũng giúp đỡ cưng rất nhiều. Giống như giúp cho bé em Lan đó là đi bán cái số lại nè. Rồi giúp cho em Lan có được cái xe này kia cho con đi học nè. Nói chung là điều kiện rất là nhiều để tạo điều kiện cho em bước sang một cái gọi là cái trang mới. Chứ để em không có tiền em phải lo này lo kia đủ thứ chứ. Bây giờ bán cái số thì đủ ăn rồi, bắt đầu tới mẹ bệnh. Nhưng mà giờ chị Hân cũng muốn giúp với cưng một tay để cho thoát qua cái khúc khó khăn này nha. Chị Hân cho mình đi luôn nha. Cảm ơn cô Hân đỡ mẹ em với em cô Hân nha. Ở cái chân thì Nhân với Tú hồi lúc mà đi làm công ty là cũng thường vô đây đứng thay cái nhà. Tại vì ở đây ta làm một ngày thứ ba lễ hết đúng. Sáng trưa chiều luôn. 4 lễ luôn rồi đúng rồi. Từ 7 giờ nữa cho nên là nếu mà bữa nào đi trễ là Chinh vô Sóc Trăng để đi nhà thờ ở Sóc Trăng. Ở đây là bệnh viện 30/4. Bệnh viện 30/4 là giống như là bệnh nhân bị phổi hết đó nha. Cho nên là cả nhà cũng thông cảm với Chinh nha. Hôm nay Chinh vô thì Chinh sẽ bị phổi ra. Vô bệnh viện á thì mình giữ an toàn, tại vì nhiều cô chú bệnh viện cũng không muốn lây bệnh cho mình, tại không có thang máy. Cảm giác là mệt nên là phải ngồi chút xíu. Mỗi chừng nào không hết thì đi bán nữa, làm người mới làm đồ ăn xong rồi kêu hai bệnh nó ăn. Vừa đi tới nhà là vừa một người anh với một người em bị tâm thần. Người anh với người em bệnh. Người có chính điện cho chị Hương là em đang ở nhà làm đồ ăn, em bán hết số rồi. Viện này giống như là bệnh viện về phổi bị lao á, bệnh viện khoa lao á. Nói chung là khoa lao là đưa qua đây đó, bị lao á. Thì bà đừng gột, bà yếu nên nói đi thổi bên ta chuyển qua đi nè. Mỗi lần bà đâu có lợi từng lợi đi đâu. Bao lần đi đa pha phải không? Bao lần đi qua pha dưới bệnh viện lớn. Người đi siêu âm ta thấy phổi vậy đó, mấy người ta kêu lợi nè, bà ăn đâu có được đâu. Uống thì ói ra không à. Này thì nhà Trinh đi vô là đụng đa pha trước, đi tới đa pha trước mới vô tới đây. Ở trong đây thì cái bệnh viện này lần đầu tiên chị vô luôn nè. Nãy giờ giống như không từng lợi hả? Không. Chứ trên không được gọi nữa, không được gọi. Em thiệt tình lắm cả nhà. Cho nên là nói là không được gọi nữa. Ở đây là giống như là khoa nhiễm á. Cho nên là Trinh với Tú với bé Lan. Nói chung thì bảo vệ sức khỏe để còn phải lo cho gia đình nữa.
nên là mấy chị em với anh Tú bịt khẩu trang, mong cả nhà coi cả nhà cũng thông cảm nha. Giờ thì có hơi chút là tại vì cái bệnh viện nó lên 2 tầng á, nhưng mà nó không có cầu thang máy, mình phải đi bộ đó, hơi mệt. Giờ để Trinh vô thăm cô luôn. Hôm nay cô khỏe chưa? Cô Trinh mong cô mày. Cô Trinh đó. Dạ. Cô khỏe chưa? Cô mày khỏe. Đưa 5 bữa mày. Ra phòng này còn bữa thì ra phòng nó vừa miễn phí. Cô Trinh khỏe. Dạ cô khỏe. Giờ ra phòng này ở trong bệnh viện cho nên là Trinh cũng nghe ngại mấy chị nói nhé, để cô chú anh chị đang ngủ. Cô chú mà đang bệnh ngủ cho nên cái bệnh nó lớn lớn phòng này cũng người thức á. Có như cô thì là có này là anh cũng đang hai cuộc chiến anh hai thì em là anh trai mà anh mẹ, còn Lan thì em gái là ở nhà để làm kiếm tiền để để cho con nắng cho nó lên đi. Anh ngồi mà ngồi thôi khỏi ngồi thì đúng rồi. Này thì chắc là vô nó tiểu không? Vô mà đó. Có chai. Có chai. Thì thấy giờ nó lên nó hút luôn. Nó không hút, nó cấp thuốc cho mình. Rồi cái nào mà không có bảo hiểm thì ta tìm mua ha. Thế là khỏe hơn là thấy không? Hả? Đi không ăn nữa. Còn mệt không? Bà còn mệt không? Em học tiền của chú còn hết. Bà còn tiền không? Bà còn tiền không? Ông Huy ơi. Hả? Ông Huy đâu? Ông Huy đâu? Ông anh sợ hụt sắp tỏ. Còn 60 ngàn. 60 ngàn. Mày sợ nó ấy. Mô đi đâu bà mô mẹ anh Tú. Hả? Mô mẹ anh Tú. Mô một rễ bếp á. Ừ. Mô một cho chú Ba hả? Dạ. Dạ. Chú Ba với cô Trinh. Chú Trinh á. Dạ. Trinh Nghĩa. Nay con nè, cho Trinh nè. Bà gái ăn uống mạnh khỏe luôn nha. Ăn trà thôi, uống sữa. Dạ. Nếu mà bà muốn sữa thì ngồi nữa khi nó đang sữa bà uống. Cho lại lục uống hết rồi. Dạ, uống hết thì ngồi lan mua cho bà uống. Bà đừng ăn chân chôm, chân chôm nó không có tiêu. Nha. Bà còn có chân chôm mình tiêu. Ừ, không tiêu nó khó chịu đó. Tại vì mình nằm trong chỗ mình ăn chân chôm không tiêu, khó chịu nên mình lớn tuổi. Thứ nhất là chân chôm, bữa qua mấy cái đó mình đừng có đòi ăn cái đó nha. Bà thích ăn chôm chôm. Thấy ăn chao không được, dài miếng uống sữa. Làm ăn cay cay làm cho nó khỏe. Ví dụ như bà muốn ăn nho vậy đó thì mua đồ nho cho bà nho đó. Nho là cái này cái kia, ví dụ mua chôm chôm nó không kêu. Nho, nó chua. Cũng có lợi ngọt đó, có lợi ngọt không mất tiền. Hôm nay thì con đến thăm bà thì cũng có chị Thông ở bên Úc á. Gửi cho bà là 3 triệu nha, để bà có tiền mà lo cho viện phí nha. Dạ. Dạ, tại chị Hân đó là thấy em Lan nó tội nghiệp quá là chị Hân cũng đã giúp cho em Lan lấy số. Mà thấy em cũng phải hỏi bạc tháng một ngày, hỏi một ngày để lo cho bà nữa. Dạ. Cho nên là chị Hân cũng thấy thương, chị Hân gửi tiền. Dạ. Ở đây thì 3 triệu nè. 3 triệu. Bà trở lưỡi hả? Dạ, 3 triệu của chị Hân gửi nè, xin giữ đi ha. Dạ. 1 triệu nè, 2 triệu nè, 3 triệu. 3 triệu chị Hân gửi cho mẹ Tư. Nhưng mà cái số tiền mà con mượn 500 ngàn mà trả góp á, thì tôi lấy ra là mẹ con còn 2 triệu rưỡi đi ha. Chứ để em thì có gia đình riêng á. Chứ để mình nói là cho mẹ 3 triệu thì em phải ôm nợ 500 ngàn nữa tiền nghiệp em. Thì đây là 3 triệu của chị Hân gửi cho con. Chị Hân có bắt ổn nữa. Cảm ơn chị Hân giúp đỡ mẹ anh. Mai học cô Hân luôn bằng ăn phát đạt có tiền này. Ông hộ mấy người nghèo cô Hân ơn. Cảm ơn cô Hân. Gắn nhìn sức khỏe nha, thì chị Hân thấy em thấy thương quá rồi có cho một số vốn lớn số mà bây giờ không hỏi một ngày nữa sợ là nứt vốn luôn, nên là chị Hân tiếp thêm sức nha, thấy thương sức không cho tôi thì chị không biết nói gì hơn là em cảm ơn chị Hân đã thương mến hỗ trợ cho gia đình của bé Lan kịp thời để bé Lan có tiền mà lo cho mẹ trong bệnh viện. Em cảm ơn chị rất nhiều luôn nha. Cảm ơn cô Hân giúp đỡ mẹ em với em cô Hân ơi. Chúc cô Hân là ăn sức khỏe, được tiền nhiều nhiều, giúp đỡ mấy người khó khăn. Cô Hân em cảm ơn cô Hân. Ở đây thì tự nhiên bà cụ lớn tuổi cho nên nói chuyện không có nghe. Nó nhỏ như Trinh với Lan đó, bây giờ là bà cụ không nghe. Còn nó lớn cũng ảnh hưởng tới những người xung quanh, tại vì giờ ở đây nằm nhiều lắm. Mà cô chú thường là lớn tuổi thôi mà. Cô này cũng mạnh, nó cũng lớn. Phật lượng chua đây. Hả? Phật lượng chua, ai cũng không? Sữa mà anh sống.
sáng sáng bà ăn ăn những chén không anh? Sữa này ta cho em một thùng bự, nếu mà bà uống được thì tôi mua sữa rồi. Không có sữa thêm nữa nha, không có sữa thêm mình. Mua thùng quá anh. Thêm nó hoặc bán à. Thế là sữa ông xua hoặc ấy. Hả? Đi sữa ông xua luôn này. Nếu mà uống sữa này cũng thấy hậu hẳn rồi. Ông để uống cái này nè. Nhưng mà tiền nó một thùng rồi đấy. Thì tôi cứ mua cho bà là 2 thùng đi. Cho bà uống nè, 2 thùng như được 6 lóc hả? 6 lóc. 1 thùng 6 lóc, 2 thùng 12 hả? Nếu như 6 lóc, mấy lóc em cho bà 2 lóc mẹ em còn 2 lóc còn 3, 5 lóc vậy đó. Em cho bà 2 lóc còn 2 lóc, 3 lóc cho nhỏ, cho bà 2 lóc ẩu nữa. Rồi ta cùng để cho em đó, em cho bà ẩu. Chị hôn rửa cho mẹ uống nha. Bà, cô giữ gìn sức khỏe nha, con đi về nha. Dạ, con té ha. Dạ, bà mạnh giỏi nha, ráng ăn uống vô, đặng đi về nha. Về khỏe hơn trong bệnh viện. Dạ. Vậy thôi con về nha, con xin phép bà nha. Con về con đây. Rồi, con cho chúc bà thật nhiều sức khỏe luôn nha. Con về ạ. Thôi kia lên luôn nha. Mẹ nha. Để tiền 2 triệu trong nhà nó cho bà. Để tiền cho mẹ đi vui. Thì để làm giống như Trinh đó nha. Người già thì có sự uống thì mình thấy trong bụng nó vui hơn thì nó sẽ mau hết bệnh hơn. Mà lẽ là con cho căng đi kẹp hai cái kẹo mũi, nó kẹo mũi con đi sửa nó thốn. Dạ, Trinh cũng giảm cái lẽ 500 ngàn ra tiền mẹ em cho bà đóng góp tầng ngày đó. Với lại 500 kia mẹ em mua cho bà 2 thùng sữa là em lấy lại 1 triệu, còn 2 triệu thì em cho mẹ, để mẹ bỏ vô túi cho mẹ thấy vui cho khỏe. Dạ. Dạ, có tiền mà bà muốn ăn gì cho hai ra ngoài mua cho bà trái cây đâu nấu ngoài. Có tiền rồi, hết khoảng tiền mua chị một người. Mẹ ở đây 2 triệu thì cứu chị Hân cũng phải cứu con nha. Chị Hân coi mẹ nha, chị Hân có bên Úc đúng á. Dạ. Hả? Chị Hân bên Úc coi mẹ nha. Ôi mẹ ngoài chị Hân là bên Úc á. Cô Hân. Cô Hân hả? Mẹ bên Úc có đang nói nhà mẹ ngoài đó. Em bệnh hai ché, cô ta té nè. Bệnh rồi còn biết ghi tay. Còn có được nhà. Sao con mượn con cho con không lắm. Cái bóp này sức cái này sao mẹ kéo. Bóp cho con ơi, đều cái nhà tiền hết trơn. Còn 75 ngàn. Nó nhà là bệnh ấy. Còn 75 ngàn. Nhà là bệnh này. Cho gửi cho thằng vợ cho hai thằng bệnh đi. Để vô tám có giảm đi. Tên năm chốc cái sấy xong đẹp bắt con thì hai bắt con thôi. Lại sau 75 ngàn để cho hai người bệnh con ở nhà. Nằm ở trong nhà, nằm ở đây mà còn lo cho hai đứa con ở nhà. Gửi 75 ngàn về mua thuốc hút. Mua thuốc hút như con này thì cho, em lo cho cháu với anh kia. Chị con có thấy ha? Ổn tay của em á. Ừ. Nhìn tay lại nghe rớt nghe ghim nha. Dạ. Không có gì đâu, bà giữ gìn sức khỏe nha, con về nha. Dạ. Dạ. Dạ em về luôn nha. Dạ. 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 Ở đây là ở đồng lúa truyền thánh nè, cái nhà Trinh nói nè, cái bông nó dài hơn chỗ Trinh mà lúa người ta trồng tốt lắm, không có bị cỏ, như cánh đồng là không có cỏ luôn nè, lúa không à, lúa bằng luôn, nhìn thấy bông lúa cũng dài dài thôi. Lúa này là mận lược với ở trong chỗ nhà Trinh này nè. Trinh cũng có đi ra chợ á, cái Trinh mua một cái giò heo. Thì nhà của em Lan cũng gần nhà Trinh nè, cho nên là sáng đi ra chợ sớm cái Trinh mua giò heo. Rồi với một măng, rồi Trinh chạy vô trong thăm mẹ Lan rồi Trinh chạy về làm bữa cơm luôn. Ở đây thì có mẹ Trinh làm phụ măng. Chào cả nhà. Mua một măng mà ở chợ làm như không ngon mẹ ha. Ở chợ măng nó hơi cũ. Ở vườn ra thì măng ngon hơn. Mua được ở vườn thì ngon. Dạ. Yeah. Ở chợ cái măng nó hơi bị cũ. Đây thì bé Thuận, bé Thư. Thuận Thư. Con chào mời cô chú. Ở đây thì Trinh có mua cái này là nửa cái nha, nguyên cái giò mà Trinh mượn người ta chặt ra. Chặt ra lấy nửa cái thôi. Nửa cái thì người ta cũng chặt sẵn cho mình nè, giờ mình chặt sơ lại. Dưới ở đây là một miếng thịt thịt thăn để kho tiêu. Không mua nay không có kho ba gọi mà kho miếng thịt thăn mềm. Cái này thì người ta chặt sẵn rồi. Mình chặt lại. Này Vinh chặt ra cái mới trụng lại. Trụng lại mình rửa qua nước lại cái nữa. Nước sôi á. Cái Vinh để giò vô Vinh trụng trước. Trụng trước hồi Vinh bắt thì mới nhớ cần trụng cái măng.
sao cho nó ra cái chân đục khô khô miếng nước màu. Cái này muối đường một ngọt. Rồi cho thêm miếng nước mắm. Dịp đi gà cũng không tố gà. Thấy tố gà mà nó mừng ở đó đó cả nhà. Tố cái này. Tố thì sáng xin đi chợ mua giày cho cái Thịnh thôi á. Thịnh mua cho anh Tố đeo ủng nè. Tôi đặt cái này vô quá. Ờ, dịch của Trinh với Ngẫu trên nó làm với cái clip láng lượng nè. Để xin bố ổn đi quay ra ngoài xem nha. Trinh với Tố bắt ốc á, này gãi xuống cho nó ăn luôn. Tố đập ra cho nó ăn. Món này món mới nữa nè. Còn với miếng màu ngọt, miếng muối. Còn cái này thả thịt vui. Đây là bông 10 giờ của Trinh với Tố nãy nở rồi này cả nhà. Nay được thành đạt rồi đó. Ừ, nay được kết quả tốt luôn. Gà quá trời luôn nè, nó ra mấy cái búp này là nó nở nên tốt. Bông 10 giờ là có hoài hay mẹ? Có hoài. Vậy hả? Có nắng rồi nở hoài. Nó dễ trồng lắm luôn. Nè, Trinh về Trinh ghim cái nó ra nhóc luôn nè. Đủ màu luôn. Thì Trinh đi đâu có cái màu gì thì Trinh xin cái màu đó về cái đủ màu luôn nè. Giờ Tú cũng khéo tay nên làm đẹp cái này quá trời, đâm mấy nhánh nhỏ ra nha. Này nhìn nó đẹp ha. Nó ra nhiều quá, nó đẹp. Này nữa mà nó ra gộ lên đúng không mẹ? Ừ. Nó gộ lên giống như là nó dày cái này luôn nè, một lượt mẫu luôn nó sẽ đẹp hơn. Cái này nó ra còn hơi nhắc nhắc một chút. Hơi nhắc nhưng mà hôm nay gì là cũng đẹp lắm rồi đó cả nhà. Đó, hai chồng mình xin đủ loại bông nha. Ừ. Đủ loại, đủ màu. Ủa đủ màu. Đủ màu. Trinh thích nhất là màu này nè. Màu gì? Màu cam. Màu cam á mẹ, mẹ thấy màu cam chưa mẹ? Nè. Màu cam nè, màu tím thì ở ngoài kìa. Màu tím nè, mẹ nói màu tím là màu này nè. Tím, màu đỏ. Màu tím. Mấy cái bụi môn với mấy cái cây anh Tú trồng, anh Tú làm cái đó là cái ống nước. Ống nước. Ống nhựa anh Tú làm để anh Tú trồng cây bụi môn với mấy cây đó cũng tốt nè cả nhà. Anh Tú ương ở đây nè cả nhà, nó ra bông nè nhưng mà chưa ra nhiều. Cái này trồng sau. Cái này thì Trinh với anh Tú là làm sau, anh Tú làm sau nên là nó chưa có bông. Cũng đẹp quá nè cả nhà. Bỏ gì mẹ? Ờ bỏ đi mẹ. Mẹ nói bỏ tiêu luôn, khỏi quay. Khỏi quay đi. Này quá trời ra cái chợ cái mầm mới á, này. Ra cái tược mới cả nhà, thấy ha. Đẹp ha. Ừ. Này nãy xem coi nãy nè. Gà thịt nó cũng được rồi mình bỏ măng vô. Cái nồi thịt hầm thì mẹ Trinh hầm cũng chín rồi ha. Hôm nay đi làm về có mẹ phụ con tay. Như phụ nấu ăn dễ khỏe lắm đó nha, có mẹ hết trơn. Chín rồi giờ Trinh lấy ra. Giờ giờ Tú cũng múc ra cái tô thịt hầm ăn. Nhìn hấp dẫn quá trời. Tháng này tháng mưa nên là ăn mấy cái nóng nóng. Như là canh chua hay thịt hầm là ngon nha. Ừ, ăn bể bụng luôn. Cái bông này là màu hồng nè. Cái này màu cam nè. Bên tay trái màu hồng nè. Cả nhà bữa ăn gia đình Tú thì cũng chuẩn bị xong. Có mời mẹ ăn cơm. Tú mời cả nhà ăn cơm luôn. Mẹ ăn cơm. Xin mời cả nhà dùng cơm gia đình Tú Trinh luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm nha. Có mời bà ngoại, có mời ba, có mời mẹ, mời chú ăn cơm. Có mời bà ngoại, có mời ba, có mời mẹ, mời chú ăn cơm. Ăn cơm đi hai con. Được hôm nay bông ra đẹp quá, dòm bông chủ yếu dòm bông. cái màu cam mà cái màu thích á, nhìn thấy đẹp. Bông 10 giờ nó chỗ ra màu nào cũng đẹp á. Dạ. Đủ màu đẹp. Hồi xưa đâu có cái vụ mà đủ màu vậy mẹ. Được không? Thử có màu đỏ. Được rồi con, một ra nó chứ tí. Bây giờ tạm gì mình ra tầm lum cho nó ra màu cam, màu trắng, có trắng màu trắng nữa đó mà nó chưa ra đó. Màu trắng có, con có xin màu trắng nữa, con xin ra màu trắng nè, màu cam nè, màu hồng này nè, màu đỏ nè, nó tới 7 màu đó. Màu đỏ nó tư chứ mình ăn cơm rồi. Là bằng cam rồi. Xin mời cả nhà nha. Mình
ngoại sáng ăn cơm rồi, chút ngoại múc vô cho ngoại. Hồi sáng quên, lúc đi em không nhớ. Giờ anh Tú, cái lúc hôm qua anh Tú để đó ở nhà. Để cái sáng là anh Tú dở kìa một nồi cá kho nữa kìa. Nồi cá kho luôn. Ừ. Mà lỡ mua thịt kho à, hoa ăn thịt kho thì chịu ăn cá kho. Tại vì mới qua anh có nói đó, để cái lú lại để tới nước lớn, gồng mới dở. Mà quên á. Nói là hai nồi, nồi cá kho và thịt kho. Mà chậm nữa thịt này gấp nguyên cục là dẻ là không ngon nha, cá là dẻ được. Ăn nguyên cục nè, mẹ ăn cục này xanh, ăn cục thịt, ăn đi. Cục gân này coi. Chinh cũng mời cả nhà luôn nha. Để già già nữa nóng. Ngoại thích ăn già. Nhưng mà thịt này hầm mềm á cũng ngon, người có luôn. Cô Giang hầm mềm quá. Nhớ đó đi, ta ở đi làm Tây Ninh đó. Nó bán bánh canh 2 tô. Trình Vinh Tốn nghe 2 tô. Trời vậy hai chồng vô kêu ông Phần thôi. Là mình ăn người tô. Ai về đó nó nói chị ơi, một tô á làm bánh canh, một tô á là xương. Gọi là bánh canh 2 tô. Đem ra mẹ tự ra bỏ vô. Cái kia thì người ta bỏ nước súp thôi chứ không có thịt. Còn bên đây thì bỏ một tô thịt nhỏ. Lúc đầu anh tưởng luôn 2 tô ăn không hết, sợ nó no ăn hết. Cuối cuộc ra anh tô thịt với tô giò. Kêu người thôi. Kêu một người thôi, ăn hai chồng mà ăn người tô. Ăn người tô. Sao có tô mà mà. Tô thịt với tô bánh canh. Cuối cuộc ăn cũng có no đâu. Để bánh canh 2 tô. Mà tô nhỏ này nè nha. Cái tô thịt cũng nhỏ này nè. Để hai ba cục thịt, hai ba cục món giò heo với dụm heo á, với nước. Còn bên đây là nước súp với bánh canh để chung. Xong mà nó làm đặc biệt một cái là cái món giò mẹ bỏ vô miệng nút một cái nó văng ra luôn, nó mềm. Nhớ hoài bánh canh 2 tô chẳng bàn. Ở đâu cũng có cái món đặc sản nha. Nếu quê mình bún nước lèo. Bún nước lèo, bánh mía, bánh ninh. Quê anh Tú là mắm. Ở quê anh Tú ở cả nhà. Mắm với cá linh. Mắm, nhưng mà đặc biệt là bún cá. Lúc đó quê anh Tú ngon lắm. Đặc biệt là cái người ta bỏ vô á cả nhà. Cái ghém đó mẹ. Là kêu bằng bỏ này kia vô, kêu bằng cái ghém đó. Là mẹ biết gì không? Đậu đũa. Đậu đũa là bào mỏng nha. Chỗ mình chưa có ăn bây giờ, chưa có làm luôn. Đậu đũa bào mỏng ra, trộn với bông điên điển là mà ăn với cá đó, bún cá. Bún cá. Bún cá nhưng chứ không phải là mắm nha. Đúng đó rồi. Là bún dạng người ta làm như súp vậy đó, như làm như rau chấm. Bỏ vô luôn, giống như bún nước lèo mình vậy đó. Mà nó ăn giòn khấu ngon hơn rau muống nữa. Nó giòn mà nó không có bị tanh. Người ta bào mỏng ra luôn á nha. Bào qua giống như rau muống nha. Để bữa nào Trinh học làm bữa mà sợ làm không được. Cá hơi ruột. Luộc xong rồi em thấy. Thấy nghệ. Cỡ này trên cho trên dùng anh chảnh chắc cỡ này có cá linh non rồi đó. Tháng mấy? Tháng 6, tháng 6 à. Chưa luôn. Tháng 8, tháng 7, tháng 8. Tháng 7. Nhưng mà sớm nhất cũng tháng 7. Ừ. Thịnh với Hưng có ăn cá linh non chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Mẹ có dắt thời gian bún chưa? Ngay chút đó anh Thư còn nhỏ xíu mà. Chưa dắt đi ăn. Có lần sau này về nhưng mà với Thư với Thư ăn cơm nhà nội được không? Người no rồi, không có đi ra ngoài vậy. Đi ra ngoài tiệm á. Rồi cũng mời cả nhà ăn cơm luôn. Có thằng bé Thịnh. Bé Thịnh có câu chuyện gì mà. Tới giờ bé Thịnh học lớp 9 rồi. Mời cả nhà ăn cơm chị. Nhớ đó mẹ Thịnh 6 tháng rồi mẹ. 6 tháng mẹ mất cổ mẩn 6 tháng gì. 6 tháng thì 6 tháng. Một răng rồi đó. Một răng hơi đó. Cắn không sao được, miếng mặn lớn thì cả nhà nuốt mất tiêu. Trời ơi hết hồn, Trinh khóc quýnh quán chưa. Mẹ ẩm Thịnh đi, còn Nguyễn chở đi. Đi tới giữa đường cái mẹ nói là chết rồi.
tại vì lúc móc ra hả, ra máu họng luôn mà không không ra được miếng mận, tại nó vô tuốt trong á. Cái mẹ ẵm sắp đại đi, đi nửa đường mẹ ngừng lại, ngừng lại tưởng rồi Thuận chết rồi, nó là ngừng lại đi Nguyễn ơi. Để trên chạy người sau nữa, chạy theo những Út chở, rồi lại thấy Thuận ngồi với bắp đùi ngoại quay qua quay lại kiếm mẹ cười hết hồn hết trơn. Cái cục này ngon rồi mẹ. Gia đình Tú Trinh thì cũng đã dùng bữa xong. Tú cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã yêu thương gia đình nhỏ của Tú Trinh. Tú mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Nhân đây thì em cũng xin cảm ơn chị Hân ở bên Úc đã thương mến gia đình em, cho vợ chồng em làm được làm nhịp cầu nối yêu thương của chị đến với gia đình của em Lan. Thì gia đình của bé Lan thì cũng rất khó khăn, cho nên là được chị Hân giúp đỡ thì gia đình của Lan rất là mừng. Thì em cũng xin thay mặt gia đình của bé Lan xin cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã thương mến giúp đỡ cho mẹ bé Lan được có tiền viện phí, giúp đỡ cho hai bé được đến trường học đầy đủ hơn. Em cũng xin cảm ơn chị rất nhiều. Ở đây chị cũng đã tặng cho hai bé con của em là mỗi một bé là một đôi giày để đi học. Đây thì Thuận với Thư cũng gửi lời cảm ơn cô Hân đi con. Cô Hân. Dạ con cảm ơn cô Hân rất nhiều đã mua dép cho hai anh em con. Con cảm ơn cô Hân đã mua giày cho con. Con cảm ơn cô Hân. Giờ thì em xin mến chúc chị và gia đình lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe. Công việc thì luôn thuận lợi và luôn bình an trong cuộc sống. Giờ thì video clip của gia đình Tú Trinh cũng đã kết thúc. Trinh xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà. Con chào mừng cô chú.